Kính chào quý vị và các bạn, ngày nay thứ Bảy ngày 5 tháng 3 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam biện minh về phiếu trắng cho nghị quyết của Liên Hợp Quốc đòi ngừng cuộc chiến ở Ukraine. Hôm 3 tháng 3, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam nêu quan điểm về việc nước này đã bỏ phiếu trắng cho nghị quyết tại phiên họp đặc biệt Hội đồng Liên Hợp Quốc nhằm yêu cầu Nga ngừng ngay lập tức cuộc xâm lược Ukraine. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Lê Thị Thu Hằng nói tại một cuộc họp báo rằng quan điểm của chúng tôi là Việt Nam luôn theo dõi sát sao và hết sức quan ngại về tình hình Ukraine, theo báo chí Việt Nam chia sẻ. Đây là hình ảnh người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Lê Thị Thu Hằng. Bà Hằng cũng nhận xét rằng cuộc xung đột vũ trang tại Ukraine đang ảnh hưởng tới hòa bình, ổn định của khu vực và trên thế giới. Chúng tôi cho rằng ưu tiên hiện nay là cần kiềm chế tối đa, chấm dứt các hành động sử dụng vũ lực để tránh gây thương vong và tổn thất đối với dân thường, nối lại đàm phán, đối thoại trên tất cả các kênh để đạt được các giải pháp lâu dài có tính chất lợi ích chính đáng của tất cả các bên trên cơ sở phù hợp với hiến chương của Liên Hợp Quốc và các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế. Bà Hằng đã nói như vậy. Các thành viên của Liên Hợp Quốc biểu quyết về nghị quyết liên quan đến Ukraine trong một cuộc họp khẩn cấp của Đại hội đồng tại trụ sở Liên Hợp Quốc vào ngày 2 tháng 3 năm 2022. Vào ngày 2 tháng 3, Đại hội đồng đã tổ chức kỳ họp khẩn cấp này về tình hình Ukraine và ra nghị quyết yêu cầu Nga phải ngay lập tức chấm dứt chiến dịch quân sự và rút toàn bộ lực lượng vô điều kiện khỏi lãnh thổ Ukraine. Đã có tới 141 trên tổng số 193 nước bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết này. 5 nước bỏ phiếu chống bao gồm Nga, Belarus, Bắc Triều Tiên, Syria và Eritrea. Còn lại 35 nước bỏ phiếu trắng, trong đó có Ấn Độ, Trung Quốc, Lào và Việt Nam. Trước đó vào ngày 1 tháng 3, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc phát biểu tại phiên họp khẩn cấp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và cho rằng Việt Nam đã hết sức lo ngại về tình hình xung đột vũ trang hiện nay tại Ukraine và kêu gọi kiềm chế tối đa và chấm dứt ngay việc sử dụng vũ lực để tránh gây thêm thương vong và tổn thất. Ông Giang cho rằng các cuộc chiến tranh và xung đột thường bắt nguồn từ các học thuyết lỗi thời, đề cao chính trị cường quyền, tham vọng thống trị, áp đặt và sử dụng vũ lực để giải quyết các tranh chấp quốc tế. Đại sứ Đặng Hoàng Giang, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, phát biểu trong phiên họp đặc biệt về Ukraine vào ngày 1 tháng 3 năm 2022. Đây là hình ảnh Đại sứ Đặng Hoàng Giang, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc. Từ Thành phố Hồ Chí Minh, tiến sĩ Mạc Văn Trang, người từng học tập ở châu Âu và đang theo dõi tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine, đã nêu nhận định của mình với Đài Tiếng nói Hoa Kỳ về phản ứng của Việt Nam như sau. Tôi nghĩ rằng chính phủ Việt Nam phải xử lý như vậy thôi, bởi vì quan hệ giữa Việt Nam và Nga rất sâu sắc. Từ truyền thống cho đến hiện nay, Việt Nam và Nga có mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Cho nên, trong tình huống như thế này thì họ cũng thông cảm và đành phải bỏ phiếu như vậy. Nhưng tuyên bố của Đại sứ Việt Nam tại Liên Hợp Quốc là rất tích cực. Vào hôm 2 tháng 3, ngay sau Việt Nam khi Việt Nam bỏ phiếu trắng tại Đại hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Đại biện lâm thời của Ukraine tại Việt Nam, bà Natalia, bày tỏ sự thất vọng trên Facebook của bà như sau. Trong số tất cả các thành viên ASEAN, chỉ có Việt Nam và Lào bỏ phiếu trắng. Việt Nam ơi, quê hương thứ hai của tôi rất thất vọng. Cảm thông trước sự thất vọng của nhà ngoại giao Ukraine, ông Trần Tuấn Lộc ở Thành phố Hồ Chí Minh viết rằng, đúng là thất vọng. Dù ngay từ đầu tôi đã chắc chắn đến 95% họ sẽ bỏ phiếu trắng, nhưng sau bài phát biểu có ngụ ý lên án Nga của Đại sứ Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, tôi cũng hy vọng là họ sẽ bỏ phiếu lên án Nga. Nhưng họ đã không thay đổi cách tư duy vì lợi ích mà bỏ qua công lý và đạo lý. Nghị quyết này của Liên Hợp Quốc đã được thông qua, dù không có tính ràng buộc, nhưng sẽ đóng vai trò như một dấu hiệu cho thấy nước Nga bị cô lập như thế nào trong cộng đồng quốc tế. Hoa Kỳ, một trong các quốc gia đề xuất nghị quyết này lên Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, lên án cuộc tấn công quân sự của Nga nhắm vào Ukraine. Đây là hình ảnh một thiết giáp bị phá hủy trên đường phố của thành phố Bukha thuộc vùng Kiev vào ngày 1 tháng 3. Trong một tuyên bố vào tối ngày 2 tháng 3,
Tổng thống Hoa Kỳ Biden nói cuộc bỏ phiếu của Liên Hợp Quốc đã công nhận rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đang tấn công vào chính nền tảng của hòa bình và an ninh và trật tự toàn cầu và vào mọi thứ mà Liên Hợp Quốc đại diện cho họ. Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Trương Quân bỏ phiếu trắng hôm 2 tháng 3 vẫn có bài phát biểu mang tính biện bạch về lập trường bỏ phiếu của Trung Quốc cho biết. Trung Quốc một lần nữa kêu gọi cộng đồng quốc tế kiên trì định hướng giải quyết chính trị, tạo bầu không khí và điều kiện có lợi cho hai bên trực tiếp đối thoại và đàm phán. Ông Trương Quân nói rằng Liên Hợp Quốc và các bên liên quan áp dụng bất cứ hành động nào đều phải lấy hòa bình và ổn định khu vực làm trọng, để an ninh phổ biến các bên làm trọng và phát huy vai trò chính diện cho việc làm dịu tình hình và thúc đẩy giải quyết ngoại giao. Còn đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily thì nói với các phóng viên rằng chúng tôi không thấy bị cô lập. Lập trường của Moscow là hoạt động quân sự của Nga là để bảo vệ cư dân ở các khu vực ly khai ở miền đông Ukraine. Nga cho rằng mình đang tự vệ theo điều 51 của Hiến chương Liên Hợp Quốc. Nga đã phá hủy cơ sở hạ tầng thiết yếu bao gồm nước uống và khí đốt cho hàng triệu người dân và dường như đang chuẩn bị gia tăng mức độ tàn bạo của chiến dịch chống lại Ukraine. Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda đã nói trong một bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Đây là một khoảnh khắc vô cùng khác thường, bà Thomas đã nói rằng bây giờ hơn bất cứ lúc nào trong lịch sử, gần đây Liên Hợp Quốc đang bị thách thức, bà nói và đưa ra lời kêu gọi hãy biểu quyết ủng hộ nếu quý vị tin rằng các quốc gia thành viên của Liên Hợp Quốc, bao gồm các quốc gia của các quý vị, có quyền đối với chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của mình. Hãy biểu quyết đồng ý nếu bạn tin rằng Nga phải chịu trách nhiệm về các hành động của mình. Đây là hình ảnh hàng trăm giường ngủ được bố trí ở thị trấn biên giới dọc Ba Lan vào ngày 1 tháng 3 để đón tiếp người tị nạn Ukraine. Cũng như Trung Quốc và một số ít quốc gia trên thế giới, Việt Nam cho đến nay vẫn không gọi các cuộc tấn công của Nga và Ukraine là xâm lược mà chỉ bày tỏ lập trường chung chung đối với các hoạt động quân sự đang bị cả thế giới lên án do ông Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động tại Ukraine, đem đến cái chết cho hàng nghìn người dân vô tội tại đây. Và sự việc không dừng lại, vẫn hàng ngày, hàng giờ họ bị đánh bom, nã pháo. Trong cuộc phỏng vấn với Đài tiếng nói Hoa Kỳ hôm 28 tháng 2, đại biện lâm thời của Ukraine ở Hà Nội, bà Natalia nói bà hiểu Việt Nam muốn giữ thế trung lập nhưng cho rằng đây không phải là thời điểm thích hợp để làm như vậy. Bà Natalia kêu gọi Việt Nam hãy nên đích danh kẻ xâm lược không chỉ trong tuyên bố của Bộ Ngoại giao Việt Nam mà cả ở các diễn đàn quốc tế khác. Tại Washington, trả lời câu hỏi của Đại tướng Hoa Kỳ hôm 28 tháng 2, người phát ngôn của Nhà Trắng ông James Paskin nói Mỹ khích lệ tất cả các quốc gia là những nước chưa lên án hành động của Nga thay đổi đường hướng của mình. Phiên họp đặc biệt của Liên Hợp Quốc tổ chức từ ngày 28 tháng 2 đến ngày 2 tháng 3 với sự tham dự của khoảng 100 quốc gia thành viên. Trong đó, bài phát biểu qua video của Tổng thống Ukraine Zelensky vào ngày 1 tháng 3 đã nhận được nhiều tràng vỗ tay liên tục từ chủ tọa, trong khi hầu hết các nhà ngoại giao đã bỏ ra khỏi hội trường khi bài phát biểu trực tiếp của Ngoại trưởng Nga ông Lavrov vừa mới bắt đầu được phát lên. Tại phiên họp này, đại diện của Đức cũng đề cập đến một kỷ nguyên mới và một thực tế mới. Đó là Tổng thống Vladimir Putin đã buộc tất cả các quốc gia trên thế giới phải đưa ra quyết định cương quyết và chọn phe. Đây là hình ảnh các nữ chiến binh của Ukraine. Chúng ta phải có hành động có trách nhiệm và đoàn kết vì hòa bình, nữ ngoại trưởng của Đức Baerbock đã nói như vậy. Và lúc này tất cả chúng ta phải lựa chọn giữa hòa bình và xâm lược, giữa công lý và ý chí của kẻ mạnh, giữa hành động và nhắm mắt làm ngơ. Trong khi đó, đại diện của Cuba nói chính phủ nước ông bảo vệ luật pháp quốc tế nhưng lưu ý rằng sẽ là bất khả thi trong việc phân tích một cách chặt chẽ và trung thực tình hình ở Ukraine mà không xem xét các yếu tố dẫn đến việc sử dụng vũ lực. Và việc quyết tâm của Hoa Kỳ trong việc mở rộng phạm vi tiếp cận của tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đến các biên giới của Liên bang Nga đã dẫn đến một kịch bản khó lường vốn có thể tránh được. Những chuyển động đó trong những tháng gần đây bao gồm cả việc chuyển giao vũ khí vào Ukraine tương đương với một động thái gọng kìm quân sự và thật sai lầm khi phớt lờ yêu cầu của Liên bang Nga
về những đảm bảo an ninh. Đại diện của Cuba đã nói, đồng thời bày tỏ lo ngại về việc NATO lần đầu tiên kích hoạt lực lượng phản ứng sau khi Nga tấn công Ukraine. Triều Tiên, một quốc gia cộng sản bị cô lập, thì cho rằng nguyên nhân sâu xa của cuộc khủng hoảng tại Ukraine nằm ở chính sách bá quyền của Hoa Kỳ và phương Tây vốn tự cao tự đại và tùy tiện đối với các nước khác. Đại sứ Kim Jong của Triều Tiên nhắc lại việc Mỹ và phương Tây vi phạm chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Iraq, Afghanistan và Libya với lý do hòa bình và an ninh quốc tế và nói rằng thật là lố bịch khi các nước này đề cập đến việc tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ trong tình huống của Ukraine. Và cuộc chiến, một bên là thể chế dân chủ và tự do, một bên là các thế lực độc tài vẫn không ngừng và chưa biết hồi nào chấm dứt. Kính mời các bạn xem bản bình luận của nhà báo Lê Phú Khải với tiêu đề Putin và nước Nga như tôi vẫn biết. Cuộc chiến tại Ukraine ngày càng dữ dội. Quân Nga đưa rất nhiều phương tiện và vũ khí vào đây, nhưng người dân và quân đội Ukraine chống trả quyết liệt. Mấy ngày nay, khi Putin tiếp tục xô quân xâm lược Ukraine, nhiều bạn đọc gọi điện hỏi, thậm chí có người lâu nay không đến, nay đến chơi và lo lắng hỏi rằng vì sao Putin cả gan xâm lược một nước có chủ quyền như vậy? Liệu Ukraine có trụ vững được hay không khi quân Nga mạnh vượt trội đến như thế? Không nhiều đến như vậy thì biết đâu tôi xin hỏi chuyện bạn đọc đến đó. Điều đầu tiên phải nói là Putin không hề sợ tên lửa của NATO kéo đến biên giới sát cách nước Nga một khi Ukraine vào được NATO. Lý do được đưa ra đó chỉ là cho lừa bịp của anh chàng KGB này, tức là một sĩ quan tình báo Liên Xô cũ. Putin dọa dân Nga rằng nếu không lật đổ được Tổng thống Zelensky thì nước Nga sẽ bị đe dọa. Những người Nga sáng suốt đã nhận ra trò lừa đảo này và đã xuống đường phản đối cuộc xâm lược Ukraine và đã bị Putin bắt giữ. Thực chất, tên độc tài Putin sợ tự do, dân chủ và văn minh. Putin sợ một khi Ukraine vào được Liên minh châu Âu như Ba Lan, Cộng hòa Séc, Romania, thì ánh sáng tự do, dân chủ, văn minh và cả phần phồn vinh sẽ tỏa sáng từ quốc gia rộng lớn có hơn 40 triệu dân này, làm thức tỉnh người dân nước Nga đang bị chính quyền độc tài Putin đàn áp, du ngủ bằng chủ nghĩa dân tộc cực đoan Đại Nga. Thực chất thì nước Nga đang ngày một bệ rạc. Khi anh chàng nghiện rượu Boris Yeltsin trao quyền cho Putin thì anh chàng AKGB, tức là sĩ quan mật vụ này của Ngạn Liên Xô, đã mua võ judo quảng cáo trên truyền thông đại chúng để khoe sức mạnh cơ bắp của mình. Y còn nhảy lên lái máy bay để khoe cái lý lịch lính tráng của mình. Các nhà báo phương Tây lúc đó đã gọi Putin là anh hề chính trị. Và quả thực như vậy, với những trò đó, Putin đã bịt mắt được rất nhiều người và đàn áp truyền thông đối lập cũng như những đảng phái khác nhau. Lập tức sau đó y liên kết với bọn tài phiệt mới phát lên do vơ vét được khi Liên Xô sụp đổ chính quyền để bán tháo các cơ sở quốc doanh. Putin trở nên giàu có nhờ câu kết với bọn mafia đó. Putin lại được báo chí phương Tây gọi là tên con buôn chính trị. Anh hề chính trị và con buôn chính trị Putin không hề có tài kinh bang tế thế gì, nhưng vô cùng láu tôm láu cá đã khai thác triệt để kho vũ khí và công nghệ vũ khí từ thời Liên Xô để lại để xuất khẩu. Đồng thời với xuất khẩu vũ khí, Putin đã khai thác triệt để nguồn tài nguyên giàu có của đất nước mênh mông này để đem đi xuất khẩu khắp nơi. Nhân dân Nga sau bao năm đói khổ dưới thời Liên Xô nay bằng lòng với sự cai trị độc đoán, đàn áp đối lập, đàn áp báo chí, thay đổi cả hiến pháp để tiếp tục cầm quyền của Putin, để họ đổi lấy chút cơm ăn, áo mặc, bình yên. Dưới sự cai trị của Putin, nước Nga ngày một bệ rạc là như vậy. Cũng xin lấy hai ví dụ cụ thể như đầu năm 1991 đến Moscow vào căng tin ăn sáng đưa một đồng rúp cho một quả thì được một quả trứng vịt luộc, hai cái xúc xích, một khúc bánh mì và một ly cà phê nóng to có đường. Người nhân viên của đài căng tin đài phát thanh Liên Xô còn trả lại cho mấy đồng Copec nhỏ xíu. Lúc đó một rúp trị giá hơn 1 US đô la. Đến nay 2022, 1 US đô la đổi được tới 76 rúp là thời giá trước khi Putin khởi động cuộc chiến xâm lược Ukraine, nay thì đã lên hơn 200 rúp mới được 1 đô la. Cũng có những người cháu gái gọi là vợ là cô ruột
làm ăn ở Nga đã hơn 30 năm nay, từ lúc Liên Xô tan rã, hiện có một công ty may mặc gần 100 công nhân thuê cả người Nga làm giám đốc điều hành, làm bảo vệ. Năm nào cũng về nước và đến thăm gia đình. Cô cho biết tường tận về xã hội Nga và đời sống của dân Nga hiện nay. Nó cho biết rằng xã hội Nga hiện nay rất thối nát. Nạn tham nhũng, ăn hối lộ có ở mọi nơi, mọi chỗ. Chính quyền bị dân, ra luật chỉ có các công dân Nga mới được quyền ký các hợp đồng làm ăn. Đến công việc lái xe bus cũng chỉ có người Nga mới được làm. Một anh chàng Nga đã ký hợp đồng lái xe bus với một xí nghiệp rồi anh ta cho người không có quốc tịch Nga thuê lại và ngồi ở nhà uống rượu vodka. Cái xe Volga từ thời Liên Xô cũ đến giờ vẫn như thế. Chẳng cải tiến gì cả. Ai có tiền thì mua xe Nhật, xe Hàn Quốc. Nước Nga bây giờ chẳng sản xuất ra cái gì có giá trị, trừ rượu vodka có thương hiệu từ thời Liên Xô cũ. Kể hết câu chuyện này đến chuyện khác rồi kết luận, người Nga bây giờ lười lắm. Putin đã tha hóa nước Nga như thế nào? Một người lính trẻ Nga đi xâm lược, bắn giết những người vô tội ở Ukraine bây giờ, anh ta nhận lệnh từ một tên độc tài. Người lính Ukraine tự nguyện cầm súng thì đã chống lại quân Nga xâm lược, anh ta nhận lệnh từ Tổ quốc và nhân dân. Lại nhớ đến tướng Dukatry bại trận ở Điện Biên Phủ năm xưa. Khi về nước, Dukatry đã phải điều trần trước Quốc hội Pháp về lý do bại trận ở Điện Biên Phủ. Ông Dukatry chỉ nói một câu rồi đi xuống rằng cả Quốc hội Pháp đã chết lặng ra. Người ta có thể thắng một đạo quân, nhưng không ai có thể đánh thắng một dân tộc. Tôi hy vọng lịch sử sẽ lặp lại một lần nữa khi dân tộc Ukraine quyết tâm hy sinh xương máu cho nền độc lập và tự do của mình. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Sáu ngày 4 tháng 3 năm 2022 với bản tin và bình luận của nhà báo Lê Phú Khải, tựa đề Putin và nước Nga như tôi đã biết.